Godzilla và T-Rex kìa. Wow, Godzilla. Wow, anh ta đang làm gì vậy? Wow, anh ta đang nổi cơn giận và phun lửa kìa. Wow, Godzilla rất là rồi. Wow, nhìn xem ta kìa. Rock đập mạnh lên. Wow, Godzilla quá ngầu luôn. Wow, Godzilla rất lợi hại, anh ta đã xuất hiện rồi. Wow, oh, anh ta đang bước đi kìa. Wow, 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 chú T-Rex màu đỏ đã xuất hiện kìa. Wow, anh ta đang phun lửa. Wow, anh ta đang phun lửa vào Godzilla. Wow, 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 anh ta làm gì đây? Chú Godzilla vẫn đang bước đi kìa. Wow, 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 wow. Oh, thì ra là anh ta đi tìm những con thú và những chú khủng long ở đây. Wow, có rất nhiều những con thú và những chú khủng long ở đây. Wow, cùng nhau khám phá xem. Wow. Oh, đầu tiên là một anh bạn Sinoceratops nha. Wow, một giống khủng long tê giác chỉ có một sừng thôi. Wow, giống như là tê giác một sừng vậy. Có Triceratops là khủng long ba sừng, còn Sinoceratops thì chỉ có một sừng thôi. Wow, chú khủng long Sinoceratops kia. Wow, rất ngầu và cơ bắp. Đây là một loài khủng long ăn cỏ nha. Wow, Sinoceratops có thân hình khá là đồ sộ. Wow. Oh, còn đây là ai? Oh, một chú cún. Wow, một chú cún kia. Wow, những chú cún rất dễ thương và thân thiện với loài người. Wow, chú cún của chúng ta đây. Wow, rất hiền lành. Wow. Oh, còn đây. Đây là một chú ngựa. Wow, một chú ngựa đực nha, với cái bờm và cái đuôi rất dài, rất đẹp luôn. Wow, chú ngựa của chúng ta kia. Wow, anh ta đang nhảy lên. Oh, rất ngầu luôn, chú ngựa đực. Wow, 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 wow. Oh, còn đây là một chú bò sữa. Wow, một chú bò. Wow, chị cung cấp sữa mỗi ngày. Wow, wow, chú bò chúng ta đang đứng ở bãi cỏ để tìm cỏ nè. Wow. Oh, còn đây là một chú khỉ monkey. Wow, những chú khỉ rất là hiền lành và thích ăn trái cây nha, đặc biệt là những quả chuối. Oh. Oh, còn đây là một chú dê. Wow, một chú dê núi với hai cái sừng chỉ ngước lên trời. Wow, rất ngầu luôn. Những chú dê núi rất thích ăn lá cây. Oh, còn đây là một chú hổ Tiger, chủ tại sơn lâm, với tiếng gầm cực kỳ uy lực. Wow, thân hình của anh ta cũng khá là săn chắc và đồ sộ, đặc biệt là khả năng đi săn một mình rất lợi hại của những chú hổ. Wow, tiếng gầm của anh ta kìa rất hài phong. Chú hổ kìa. Wow. Oh, còn đây là ai? Oh, một chú ngỗng. Wow, một chú ngỗng, một loài gia cầm khá to lớn và có khả năng giữ nhà luôn nha. Những chú ngỗng. Wow, nhìn xem. Oh, anh bạn ngỗng kìa. Oh. Oh, còn đây là một chú chó sói. Wow. Wow, những chú chó sói rất ngầu luôn. Wow, nhìn xem tê kìa, rất rất là ngầu luôn, chú chó sói. Oh, còn đây là một chú khủng long Stegosaurus. Wow, Stegosaurus với cây đuôi rất là lợi hại luôn kìa. Wow, chú khủng long Stegosaurus đang bước ra từ công viên kỹ xu ra. Wow, nhìn xem tê kìa. Oh, còn đây là ai? Wow, một chú tê giác. Wow, một chú tê giác rhino hai sừng. Wow, đến từ châu Phi. Wow, những chú tê giác ăn cỏ rất là cơ bắp và lực lưỡng luôn. Wow, chú tê giác của chúng ta kìa. Oh, còn đây là ai? Một chú bọ. Một chú bọ cánh cứng. Oh, những chú bọ. Oh, rất thích bay lượn nha, những chú bọ nhỏ nhắn. Oh, còn đây là một anh bạn rùa biển. Wow, có khả năng bơi vượt đại dương luôn. Và tuổi thọ của loài rùa rất là cao luôn nha. Đây là một chú rùa biển trưởng thành. Wow, với cái vây và cái đuôi kia. Wow, chú rùa chúng ta rất đẹp luôn. Wow, loài rùa là một loài khá thân thiện nha.
còn đây là một chú khủng long ăn cỏ, Brachiosaurus. Wow, khủng long ăn cỏ Brachiosaurus có kích thước khá là khổng lồ nha. Wow, những chú khủng long Brachiosaurus đang bước đi trong công viên kỷ Jurassic. Còn đây là ai? Wow, một chú Stegosaurus nữa, những chú khủng long ăn cỏ rất thân thiện luôn. Wow, Stegosaurus. Wow, rất là ngầu luôn. Wow. Oh, còn đây là một chú trâu. Wow, water buffalo. Oh, những chú trâu nước. Wow, những chú trâu thích ăn cỏ và siêng năng cây bừa nha. Wow, chú trâu của chúng ta có hai cái sừng chĩa lên kìa, khác với loài bò. Wow, chú trâu có sừng khá là to. Oh, còn đây là một anh bạn Spinosaurus, khủng long ăn cỏ nè. Wow, khủng long Spinosaurus là một chú khủng long ăn cá nha. Wow, anh ta rất thích những chú cá trong những vùng nằm ly. Wow, Spinosaurus đang bước ra từ công viên kỷ Jurassic kia. Wow, rất ngầu luôn. Wow, nhìn xem ta. Oh, còn đây một chú khủng long màu xanh green. Oh, anh ta là ai? Wow, anh ta không khác chính là khủng long bầu chúa T-Rex. Wow, khủng long bầu chúa với thân hình cực kỳ cơ bắp và là thủ lĩnh của những loài khủng long săn mồi trong kỷ Jurassic. Wow, chú T-Rex kia. Wow, tiếng gầm rất đanh thép. Còn đây là một anh bạn khủng long rất là giỏi săn mồi. Wow, một chú khủng long Indominus Rex. Wow, những chú khủng long Indominus Rex rất là lợi hại khi đi săn nha. Wow, nhìn xem hàm răng của anh ta kìa, rất là lợi hại. Wow, Indominus Rex kìa, rất là cơ bắp và to lớn. Wow, khả năng săn mồi hủy diệt của mình. Wow, còn đây là một chú voi elephant. Wow, một chú voi trưởng thành với hai cái ngà và cái vòi rất dài. Những chú vòi thích ăn trái cây và lá cây nha. Loài vòi rất to lớn nữa. Nhìn xem bên đây kìa. Wow, chú vòi đang đứng phe phẩy cái vòi. Còn đây là một anh bạn hà mã. Một chú hippo đến từ châu Phi, rất thích ngâm mình trong những hồ nước nha. Wow, những chú hà mã to tròn béo. Nhìn xem bên ta kìa. Wow, anh ta đang nằm nghỉ rồi. Còn đây là một chú khủng long Spinosaurus nữa. Wow, chú khủng long Spinosaurus. Wow, có vẻ như anh ta là một giống khủng long Spinosaurus đột biến với cái vây lưng khá bé. Wow, khó mà nhìn ra. Còn đây là một anh bạn cừu. Wow, lam. Một chú cừu. Wow, một chú cừu với cái lông rất là dày luôn kìa. Wow, chú cừu của chúng ta đang đứng đối diện với anh bạn dê. Còn đây là khủng long cá. Wow, một chú khủng long rất là ngầu luôn. Wow. Nhìn xem bên ta kìa. Wow, chú khủng long với hàm răng. Còn đây là một bạn khủng long vui vẻ, Happy Dinosaur Red. Wow, một bạn khủng long lúc nào cũng nhìn cái răng ra cười rất thân thiện luôn. Còn đây là ai? Một chú lừa donkey. Wow, nhìn xem bên ta kia, rất là thân thiện. Chú lừa của chúng ta kia. Wow. Nhìn xem anh bạn lừa. Còn đây là ai? Một chú hươu cao cổ, giraffe. Wow, những chú hươu cao cổ có cổ rất là dài để ăn lá cây ở trên cao nha. Và đôi chân của anh ta cũng dài không kém. Hươu cao cổ có thể cao đến 7 mét luôn đó. Wow, nhìn xem anh bạn hươu cao cổ kìa. Wow, anh ta đứng giữa đồng cỏ. Còn đây là ai? Một bạn gorilla. Wow, những chú gorilla. Wow, nhìn xem anh ta kìa. Còn đây là ai? Một chú lợn. Big. Wow, một chú lợn màu hồng. Những chú lợn chỉ thích ăn và ngủ thôi. Wow. Wow, khá là to tròn béo ú. Chú lợn của chúng ta kìa. Wow. Còn đây là ai? Wow, một chú khủng long Spinosaurus nữa. Những chú khủng long Spinosaurus với cái vây lưng rất là đặc trưng. Wow, thân hình cực kỳ to lớn luôn nha, không hề biết ngán bất cứ loại khủng long nào cả.
Wow, những chú Spinosaurus rất ngầu luôn. Wow, Spinosaurus đang đối mặt với Indominus Rex kia, rất lợi hại. Wow, và anh ta bỏ đi rồi. Wow, chỉ còn lại một mình Indominus. Còn đây là một chú dê, một chú dê đực với hai cái sừng và chòm râu. Wow, những chú dê leo trèo rất là giỏi luôn nha. Wow. Chú dê của chúng ta rất thích ăn cỏ và lá cây. Anh ta đang đứng ăn cỏ trên bãi cỏ kia. Wow, chú dê đực rất hiền lành nha. Còn đây lại là một chú lợn nữa. Lại là một chú lợn nữa nè. Wow, nhìn xem anh ta rất là hiền lành luôn. Những chú lợn. Còn đây là ai? Một chú linh cẩu. Wow, những chú linh cẩu đến từ châu Phi với khả năng săn bắt theo bầy rất giỏi. Wow, những chú linh cẩu rất lợi hại. Anh bạn linh cẩu đang đứng đối diện với chú khù kia. Wow. Còn đây là anh bạn Gamalimus, khủng long đà điểu nha. Wow, những chú khủng long đà điểu trông như là những chú đà điểu vậy. Wow, khủng long Gamalimus chạy rất là nhanh luôn. Nhìn xem anh ta kìa. Wow, khủng long này chạy rất nhanh nha các bạn. Giống như là chim đà điểu. Còn đây là một chú bạch tuộc. Wow, với những cây xúc tu kìa. Wow, một anh bạn bạch tuộc với những cây xúc tu rất dài luôn. Wow, giúp cho anh ta di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn và khả năng luôn lách qua những dãy đá san hô. Wow, rất lợi hại. Wow, anh bạn bạch tuộc của chúng ta kìa. Còn đây là một chú khủng long thằng đang bay. Bentanodon đang đậu ở trên cành cây. Bentanodon là một loài khủng long biết bay rất lợi hại trong kỷ Jura nha. Còn đây là ai? Wow, một chú khủng long màu xa sao rút, một trong những loài khủng long cá sấu to lớn và săn mồi rất lợi hại trong kỷ Jura với kích thước cực kỳ khổng lồ, có khả năng tóm gọn bất cứ con mồi nào. Anh ta tuy to lớn nhưng mà bơi rất nhanh. Wow, anh ta bơi lên để đớp chú cá mập kìa, rất lợi hại, màu xa Sarot. Wow, còn đây là ai? Mike Sarot. Wow, anh bạn khủng long gật gù cái đầu. Wow, anh bạn gật gù cái đầu. Anh bạn này là một loài khủng long săn mồi chạy rất nhanh nha. Wow, rất lợi hại luôn. Wow, còn đây là ai? Wow, lại là một anh bạn Mike Sarot màu xanh nữa. Xem anh ta lắc lư cái đầu kìa. Wow, trông cũng khá là hiền lành nhưng anh ta là một loài khủng long săn mồi khá thiện xạ đó. Wow, những chú Mycosaurus. Còn đây là ai? Không ai khác chính là khủng long tai vánh Canotaurus. Wow, những chú khủng long Canotaurus rất rất lợi hại luôn nha. Nhìn xem anh ta kìa. Wow, đôi tai vánh. Rất rất lợi hại luôn, khủng long Canotaurus. Wow, Canotaurus đang đối mặt với Gigantaurus kìa. Wow, anh ta rất khỏe luôn. Còn đây là ai? Trong gương mặt anh ta khá là hầm hố. Wow, một chú khủng long thề Dinosaurus nè. Wow, khủng long Hezinosaurus. Wow, với cái móng vuốt phía trước của mình rất là lợi hại, có khả năng hạ gục những chú khủng long to lớn nhất như là Gigantaurus luôn. Wow, Hezinosaurus đang đối mặt với Indominus Rex kìa, anh ta không có vẻ gì là sợ hãi cả. Wow. Còn đây là một chú voi mammoth đến từ kỷ băng hà. Wow, Ice Age. Wow, những chú voi mammoth là những chú voi khổng lồ với cặp ngà xoăn tít. Rất là to lớn và bộ lông ấm dày giúp cho anh ta giữ ấm xuyên qua những vùng lạnh giá trong suốt kỷ băng hà luôn. Wow, chú voi mammoth của chúng ta kìa. Wow, anh ta đang đứng giữa những cái thảo nguyên này để tìm cỏ. Wow, rất ngầu, voi mammoth. Còn đây là một bộ xương khủng long hóa thạch. Wow, khủng long hóa thạch. Wow, nhìn xem bên ta kìa. Wow. Còn đây không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta,
Godzilla, King of Monster. Wow, Godzilla với khả năng phóng ra điện, lửa và sấm sét rất lợi hại. Những chú Godzilla, wow, anh bạn Godzilla của chúng ta cực kỳ lợi hại luôn. Wow, nhìn xem ta kia. Wow, thân hình rất cơ bắp luôn. Wow, 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 wow. Và cái vây lưng cực kỳ hầm hố. Wow. Wow, như vậy là chương trình đi săn của chúng ta đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye.